Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây là Phước Điện Thoại Cũ đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về rất là nhiều mẫu mã mới dành cho tất cả anh em nha. Thì hàng hôm nay giá chỉ từ 200 ngàn cho tới mấy, cao nhất là 1.450.000 nha anh em. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì có thể ghé cửa hàng xem máy. Anh em ở xa thì phiền anh em cọc trước giúp shop là 50k. Hình thức đặt cọc là anh em cọc bằng cạc điện thoại hoặc chuyển khoản đều được nha anh em. Hàng bán ra thì bao cho anh em xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có lỗi phát sinh vấn đề mình sẽ đổi cho anh em máy khác nha. Và mình đã bán máy cũ rồi nên hầu hết thì các máy đã qua sửa chữa hoặc đã qua thay thế linh kiện rồi nha anh em. Nên mong anh em đừng hỏi máy tầm này mà còn zin hay không nha. Với lại là mình đã bán máy giá một hộp một giá rất hợp lý rồi, nên là mình không tặng kèm phụ kiện cũng như là không bao phí ship dành cho tất cả mọi người được nha. Phí ship là thêm 35.000 nữa nha mọi người. Thì không nói nhiều nữa thì Phước sẽ vào máy trực tiếp ngày hôm nay luôn. Thì đầu tiên trên tay Phước là con cùi bắp ha. Đây là con Nokia. Xài 2 sim 2 sóng luôn nha mọi người. Pin rất là trâu luôn nha, pin còn rất mới luôn nha. Máy ngoại hình còn tương đối nha mọi người. Sạc micro nha. Con này xài được 2 sim, nghe gọi pin cả ngày luôn nha mọi người. Rồi con Nokia mã số 01 này Phước để cho mọi người giá chỉ 200k thôi nha. Nokia nha mọi người. Đấy. Máy còn xài rất là ok luôn nha mọi người. Rồi con này để cho mọi người giá của nó là 200k nha mọi người. Nokia mã số 01 200k. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 giá là 280.000 nha mọi người. Con này là con Tab A6, xài được sim sóng nghe gọi 4G luôn nha mọi người, giá là 280.000. Vẫn xài được Zalo, Facebook, TikTok, YouTube nha mọi người. YouTube thì mình coi YouTube màu xanh ha. Mọi người muốn xài YouTube đỏ Phước vẫn tải được cho mọi người luôn nha. Vẫn xài được Zalo, vẫn xài được TikTok, vẫn xài được Facebook nha mọi người. Xài được Wi-Fi và xài được sim 4G nghe gọi được luôn nha. Tab A6 bị nứt kính. Đây. Nứt kính nha mọi người. 280.000 Tab A6 mã số 2. Rồi tiếp theo là mã số 3, đây là con Huawei GR5 mini. Con này là bản RAM 2, bộ nhớ 16GB nha mọi người. Ngoại hình còn rất là đẹp nha. GR5 mini mã số 3, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Con này để cho mọi người giá chỉ 390.000 thôi nha. Máy còn rất là ok luôn nha mọi người. 390.000 GR5 mini của Huawei nha mọi người. Android 7 chấm luôn nha. Vẫn xài được Zalo, Facebook, TikTok, YouTube các kiểu đó nha mọi người. Mã số 3 390.000. Rồi tiếp theo là mã số 4. 450.000 nha mọi người. Mã số 4 là 450.000. Đây là con Samsung Tab A6, giống như con mã số 2 kia thì con này nó không bị bể vỡ ha. Con này không bể vỡ, vẫn xài được sim sóng nghe gọi 4G luôn nha mọi người. Wi-Fi và sim sóng nghe gọi 4G được luôn nha. Vì mà những con Tab A6 này vì cái bộ nhớ của nó chỉ RAM 1, bộ nhớ 8GB thôi nha mọi người. Nhưng được cái là nó xài pin rất là trâu luôn nha mọi người. Pin trâu, sim sóng nghe gọi được luôn, 4G Wi-Fi thoải mái. Zalo, Facebook cho bé xài khá là ok nha mọi người ơi. Thì con này như là cái phần cam của nó mọi người, cái cam nó cam sâu hơi mờ, do nó mất kính cam rồi mọi người, mất kính cam nên bụi nó vô á, nên là cam sâu nó hơi mờ. Đây. Cam trước ok nha mọi người, cam sau thì hơi mờ. Đó, cam sau nó bị dính một vài bụi hạt bụi thôi nha mọi người, chứ thật ra nó cũng khá là nét nha. Rồi con này để cho mọi người giá 450.000, mã số 4 Tab A6 nha. Rồi tiếp theo là mã số 5 nè. Mã số 5 là con Samsung A10. Con này thì bản RAM 4, xin lỗi mọi người, bản RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 4000. Tình trạng của nó là cam trước cam sau xấu và nứt kính. Đó, nứt kính nha mọi người. Đây. Cam trước nè. Cam sau nè. Đó. Cam trước cam sau xấu ha. Được cái là pin 4000 rất là trâu bò luôn nha mọi người. Mặc dù là nứt kính nha mọi người ơi, nó vẫn xài được rất là bình thường nha. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook rồi lướt khá là mượt mà nha. Pin cực kỳ trâu luôn. Samsung A10 này mã số 5 để cho mọi người giá chỉ 490.000 thôi.
490.000 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là con Z5 2015. Con này là máy full zin luôn nha mọi người. Z5 2015 nè mọi người. Để cho mọi người con Z5 2015 RAM 1.5 bộ nhớ 8GB giá là 400k nha mọi người. 400k mọi người vẫn xài được Zalo, Facebook, TikTok, YouTube được nha mọi người ơi. Xài khá là ok nên rất là nhỏ gọn nha. Xài chữa cháy cực kỳ ok trong tầm giá này luôn. Con này là Samsung Z5 2015, mã số 6 giá 400k. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 thì ở đây mình có một con iPad mini 1 ha. Con này tình trạng của nó là iCloud hiện, mọi người không được reset máy. Muốn xài cái gì mọi người đăng nhập vào phần iTunes là xài. Và nó bị hư nút home này thì mình xài bằng home ảo nha. Hư nút home này nè mọi người, thì mình xài bằng nút home ảo này, mình có để sẵn cho anh em rồi. Thì anh em muốn tải cái gì anh em vô phần này iTunes này nè, rồi anh em đăng nhập vào đây thì anh em tải vẫn tải cho bình thường, không đụng chạm tới iCloud này nha mọi người. Ví dụ nó hiện iCloud lên thì mình bấm để sau thì sẽ không sao hết nha, đừng có bấm vào iCloud của người khác là ok nha. Rồi với thứ hai nữa là con này là bị hư nút home, còn lại là nó xài ok, pin trâu bò, sim sống pin trâu bò, không xài sim nha mọi người, xài bản wifi, bản 16GB US 9 chấm, iPad mini 1 giá 450.000, mã số 7. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha mọi người. Rồi, mã số 8 ở đây có một con iPad mini 1. Ôi, xin lỗi mọi người, iPad mini 2. Tình trạng của nó cũng là iCloud hiện, là mọi người không được reset máy. Và màn hơi xấu. Đây. Màn phản quang nha mọi người. iPad mini 2 là mình xài được YouTube luôn nha mọi người ơi. Đây. Mini 2 là mình xài được YouTube nha mọi người. Vì iOS của nó tới 12.5 lần nha, 12.5. Bản 16GB iCloud hiện nè mọi người, không được reset máy nha. Và đăng nhập vào bằng iTunes là tải. Đó, đăng nhập vào đây là tải bình thường nha, bấm đăng xuất ra luôn thì được nha mọi người. Đó, đăng xuất vô là xài, đăng nhập vô là xài thôi. Cam trước cam sau cũng rất là nét luôn nha. Cam nè mọi người. Đó, cam trước cam sau rất là nét nha. Rồi iPad mini 2 này giá cho mọi người là 590.000 thôi nha. Tình trạng của nó là màn phản quang, iCloud hiện, không reset máy, còn lại mọi chức năng xài full, xài được Zalo, Facebook, TikTok và tải được YouTube luôn nha. 590.000. Rồi tiếp theo là mã số 9 là con Samsung Z7 RIM, máy full zin, màn hình ổ vàng. RAM 3 bộ nhớ 32GB, trong tầm giá rẻ này thì Samsung Z7 RIM là một sự lựa chọn rất là hợp lý nha mọi người. Xài được Zalo, Facebook, TikTok và cấu hình cũng khá là ok, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Nó chạy tất cả các ứng dụng đều rất là mượt mà nha mọi người ơi. RAM 3 bộ nhớ 32GB, màn ổ vàng. Đó mọi người ha, đây. Ở mọi người nhìn kỹ nha, máy này là máy full zin luôn. Z7 RIM, mã số 9, RAM 3 bộ nhớ 32GB, chạy chơi game, cày game cũng khá là ok trong tầm giá rẻ nha mọi người. 590.000, mã số 9 Samsung Z7 RIM. Mã số 10 là iPhone 6G, con này thì iCloud hiện, không reset máy, mất vân tay, pin 100, bản 16GB. iCloud hiện mọi người, không được reset máy. Bản 16GB nha mọi người, sim sống nghe gọi bình thường, bỏ sim vô là xài thôi. Pin 100 nha mọi người. Cam trước cam sau ok. Rồi mã số 10 con iPhone 6G này mà để cho mọi người giá là 550 nha, 550. Tiếp theo là mã số 11 là con iPhone 6S. Bản 32GB, vân tay đầy đủ nha mọi người. Số S nè, US 15.7 ha. Bản 32GB, vân tay ok. Pin trâu, pin rất là ok luôn nha mọi người. Đây.
pin zin theo máy luôn, 86% nha mọi người. Mình đã được con này đã được dán đề ca lại rồi nha mọi người. Cái vỏ nó cũng rất là đẹp nha mọi người, không xấu đâu nha. Mã số 11 6S bản 32GB iCloud được reset thoải mái nha mọi người ơi. Bản 32GB vân tay đầy đủ, pin 86% nha. Để cho mọi người con iPhone 6S này giá chỉ 750.000 thôi, 750.000. Rồi, tiếp theo là mã số 12. Là con Realme C11 RAM 2 bộ nhớ 32GB pin 5000. Tình trạng là nứt kính và màn phản quang. Đây, nứt kính một lần đây anh em ha, và màn phản quang. RAM 2 bộ nhớ 32GB nha, Android 11 chấm, pin 5000. Rồi, nó chỉ có vậy thôi, còn lại mọi chức năng sẽ full. Không lỗi lầm gì nữa hết. Pin 5000 cực kỳ trâu bò, con này chạy app và khá là ok luôn em. Sạc micro nha. Bị nứt kính và màn phản quang, còn lại một chức năng xài full. Rồi con Realme C11 này mã số 12 để cho anh em giá chỉ 690.000 thôi, 690.000 nha. Tiếp theo là mã số 13 là một con Samsung A6 Plus, con này là máy full zin ha. Này mấy cái đường ron của nó bị bể rồi nên là ngoại hình nó hơi xấu nha mọi người, đường ron của màn hình nè. Đó. Nó bị bể rồi nên là nhìn nó hơi xấu, nhìn nó hơi thô nha. Nhưng còn nó vẫn xài bình thường rất là mượt mà luôn nha mọi người. Đây. Con này là màn zin luôn nha mọi người, màn zin men zin máy full zin luôn. A6 Plus bản RAM 4 bộ nhớ 32GB nha mọi người. Màn có lưu ảnh nha mọi người thấy không? Đó, màn zin theo máy luôn á. A6 Plus pin trâu lắm nha mọi người. RAM 4 bộ nhớ 32GB, máy full zin, ngoại hình hơi xấu một xíu. Để cho mọi người con này giá chỉ 690.000 thôi, 690.000 Samsung A6 Plus mã số 13. Rồi tiếp theo là mã số 14 là con Samsung A6 thường, con này là máy full zin đẹp ken luôn nha mọi người, giá là 790.000. A6 thường là chỉ bản RAM 3 và nhớ 32GB thôi nha mọi người. Màn có một chấm phản quang nha. RAM 3 và nhớ 32GB, pin rất là trâu luôn, khối kim loại nhìn rất là đẹp nha. 790.000 Samsung A6 mã số 14. Tiếp theo là mã số 15, cũng là một con 6S nữa nha mọi người. Con này cũng full chức năng luôn. Con này pin đã được thay pin dung lượng cao luôn nha mọi người. Mình đợi mọi người, đợi mình xíu, mình sạc pin con này mình review nó sau cùng nhé. Rồi, mình tạm thời mình tiếp theo qua con mã số 16 nha mọi người. Mã số 16 mình ở đây là một con Samsung Z8 nha mọi người. Samsung Z8, con này là bản RAM 3 bộ nhớ 32GB ha. Máy ngoài hình đẹp nha mọi người, ngoài hình đẹp ken luôn, màn đẹp, vỏ cũng khá là đẹp luôn nha mọi người, vỏ zin theo máy luôn nha mọi người. Nhìn nè, nó có trầy xước theo 5 tháng nha. Con Samsung Z8 nó thì RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người, pin trâu bò. Những dòng Z8 này với Z8 với dòng A6 thì pin khá là trâu luôn nha mọi người, vân tay sau lưng nè. Những con này thì mọi người sẽ được Zalo, Facebook, TikTok và lướt khá là mượt mà ha. Cho mua về cho con em học tập online giải trí thì cực kỳ ok luôn, màn đẹp sáng đẹp không ám ố luôn nha mọi người. Pin thì nghe gọi cả ngày. Xem YouTube thì tầm 2-3 tiếng nha mọi người. Xem ở YouTube 4-5 tiếng đồng hồ luôn nha mọi người ơi. Con này nó hết pin rồi mọi người, xin lỗi mọi người nha. Mình về nhiều máy quá nên chưa có kịp thời sạc pin đó. Thì con này là máy là màn hình đẹp nha mọi người, không ám mố gì hết nha. Con này mã số 16 Samsung Z8 để cho mọi người giá là 850.000 nha. Thì mọi người quan tâm thì kết bạn Zalo với Phước là 0912731033 thì Phước sẽ sạc pin con này và quay riêng cho mọi người xem nha. Rồi tiếp theo là con Realme C3i, con này cũng RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 5000 luôn nha mọi người. Thì tình trạng con này chỉ có cái chỗ kính cam này bị nứt xíu thôi mọi người. Đó, chỉ vậy thôi. Và cam rất đẹp nha mọi người, cam không xấu nha, cam đẹp lắm. Mặc dù nứt chỗ đó mà cam rất đẹp nha. Đây. Mọi người xem nè. Đó, cực kỳ nét nha.
Rồi Realme C3i RAM 2 bộ nhớ 32GB pin 5000 này để cho mọi người giá chỉ 790.000 thôi nha. RAM 2 nè mọi người, bộ nhớ 32GB nè, Android 10 chấm. C3i pin 5000 luôn nha mọi người, màn hình to rộng. Để cho mọi người giá chỉ 790.000, mã số 17. Rồi, mã số 18 là con Redmi 6 Pro RAM 3 bộ nhớ 32GB pin trâu. Máy full zin luôn nha mọi người. Để cho mọi người con này giá là 850.000 thôi nha mọi người. Redmi 6 Pro nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB, CPU 8 nhân luôn nha mọi người, chạy cực kỳ mượt mà luôn nha. Ngoại hình rất là nhỏ gọn, cầm rất là vừa tay luôn. Mã số 18 Redmi 6 Pro, giá để cho mọi người là 850.000, máy full zin luôn nha. Tiếp theo là mã số 19 nha mọi người. Con này là A6 Lut, ngoại hình đẹp gần như ken luôn nha mọi người. Mã số 19 nha, Samsung A6 Lut. Để cho mọi người con Samsung A6 Lut này giá chỉ 850.000 thôi nha. 850.000 Samsung A6 Lut, RAM 4 bộ nhớ 32GB, vỏ ngoài đẹp nha mọi người. Vỏ ngoài đẹp nha. RAM 4 bộ nhớ 32GB, màn đẹp không ám ố luôn. Đó. Xài rất là ok luôn nha mọi người. Để cho mọi người con Samsung A6 Lut này giá cũng 850.000 luôn nha, mã số 19. Rồi, tiếp theo là mã số 20. Là con 6S Lut nha mọi người. Con này thì mất vân tay, iCloud sạch, được reset thoải mái, pin 100, bản 16GB, máy quốc tế. Cam rất là ok luôn nha. 6S Lut. Bản 16GB nha mọi người. Pin 100 luôn. 6S Lut mã số 20 để cho mọi người giá chỉ 980.000 thôi nha mọi người, 980.000 nha. 6S Lut màu hồng, ngoài hình rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 21 nha mọi người. Mã số 21 ở đây mình có con Samsung A30 vỏ ngoài 6, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người. Con này màn hình sáng đẹp, chỉ có vỏ ngoài hơi xấu một xíu thôi. Để cho mọi người con Samsung A30 này giá của nó chỉ 890.000 thôi nha mọi người. 890.000 Samsung A30. Mình cũng quên bật nguồn đó rồi. Nói chung là con này bản RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 4000 sạc Type-C luôn nha mọi người. Pin rất là trâu bò, màn hình sáng đẹp, không ám ố. Ha. Mã số 21 890.000 Samsung A30. Rồi mình sẽ qua tới mã 22 nha. Thì những con nào mà nãy mình chưa bật nguồn nó được rồi, nó sẽ review lại sau nha mọi người. Rồi tiếp theo mã 22. Con Samsung A750, để cho mọi người con này giá là 850.000. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Viền có trầy có phẩy nha mọi người, viền có trầy có phẩy. RAM 4 bộ nhớ 64 nè mọi người, pin trâu. A7 2018 nha. Đây, viền có trầy có phẩy nha. Nắp lưng đẹp, ken ha. Rồi, để cho mọi người con Samsung A750 này mã số 22 giá cũng 850.000 nha mọi người, 850.000. Rồi, con A30 này cũng hết pin rồi mọi người. Thì mọi người quan tâm thì cứ kết bạn Zalo với Phước qua số điện thoại 0912731033. Phước sẽ quay riêng con máy cho anh em xem nha. Rồi, tiếp theo là con mã số 23 nha mọi người. Đó là Huawei Nova 3i, RAM 4 bộ nhớ 128GB nha mọi người ơi. Này là cái dính nét bút lông thôi nha mọi người, mình quên chùi nó ra ha. Đây nè mọi người, Nova 3i, Android 9 chấm, RAM 4, 128GB, chip Kirin 710 nha. Ngoại hình rất là đẹp luôn mọi người, men màng zin luôn nha. Rồi, để cho mọi người con Nova 3i này giá của nó là 1.1 triệu nha mọi người, RAM 4 128GB, mã số 23.
Rồi, tiếp theo là mã số 24 là con Samsung A50 máy full zin, mất vân tay. Còn lại mọi chức năng sẽ ok hết nha mọi người. Con này là máy full zin luôn nha mọi người, A50. RAM 64GB, pin rất là trâu bò luôn. Mã số 24 Samsung A50, giá của nó là 1,3 triệu nha mọi người, máy full zin chỉ mất vân tay thôi. 1,3 triệu nha mọi người, mã số 24. Rồi tiếp theo là mã số 25. VS Max Joy 4, máy đẹp keng full zin luôn. Ngoại hình đẹp mới 99% luôn nha mọi người. Joy 4 pin 5000, RAM 4 ô nhớ 64GB, để cho mọi người giá 1,350 triệu. Máy đẹp keng luôn mọi người, có cường lực sẵn luôn nha, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. 1,350 triệu VS Max Joy 4 mã số 25, pin 5000, để cho mọi người 1,350 triệu nhé. Rồi tiếp theo là mã số 26, con Samsung A9 2018, để cho mọi người con này giá là 1,450 triệu ha. Con này là bản RAM 6 ô nhớ 128GB, máy full zin. A9 2018 đó mọi người. Hỗ trợ sạc tay si luôn nha, sạc nhanh. RAM 6 128GB, pin rất là trâu luôn. Màn hình có ám nhẹ nha mọi người, để ý kỹ nha. Đó, màn hình có ám nhẹ. Mã số 26 nha. A9 2018, giá của nó là 1,450 triệu. Và cuối cùng là con số 27 là con Samsung A12. Con này tình trạng của nó là máy full zin và cái chỗ bên tay của cái chỗ màn hình của nó là có vài chấm phản quang nha mọi người. Đây một nè. Hai nè mọi người, có hai chấm phản quang nha. Cái account này hồi nữa mình sẽ xóa nó đi nha mọi người, mình sẽ chạy chương trình xóa nó đi nha. Mình quên cái account rồi. Đó, con này là Samsung A12. Màn có vài chấm phản, có hai chấm phản quang nha mọi người. Con này bộ nhớ là RAM 4 ô nhớ 128GB luôn nha. RAM 4 nhớ 128GB Samsung A12. Rồi để cho mọi người con Samsung A12 này giá cũng là 1,450 triệu luôn nha. Mã số 27 Samsung A12 1,450 triệu. Và mình sẽ review lại cái con iPhone 6 nè, lúc nãy nha mọi người. Đây, iPhone 6 mã số 15, iPhone 6S mã số 15 đây. Con này là iPhone 6S mã số 15, vân tay đầy đủ. Ha, vân tay ok. Pin đã được khách hàng thay, đã được khách cũ thay mới, là pin dung lượng cao, là pin đời, là pin rất là trâu luôn nha mọi người. iCloud mọi người cũng được reset thoải mái. Con này là bản 64GB. 6S nào, Android 15, iOS 15 chấm, bản 64GB, vân tay đầy đủ nha mọi người. Vân tay đầy đủ. Pin đây. Pin là 100 luôn nha mọi người. Cam trước cam sau nét nha. Rồi con iPhone 6S mã số 15 này để cho mọi người giá là 890.000, 64GB, vân tay đầy đủ, iCloud sạch, được reset thoải mái, pin 100. Rồi. Rồi cứ hôm nay thì hàng của Phước chỉ có nhiêu đây thôi. Thì cảm ơn anh em đã xem clip của Phước nha. Và anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ qua shop, qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số điện thoại Phước vừa đọc là 0912731033. Và khi anh em mua hàng thì anh em hãy nói cho Phước là mã số nó bao nhiêu và con máy nó tên gì, hoặc là giá là bao nhiêu tiền nha mọi người. Và video của Phước là video ngày 25 tháng 11 2023. Xin chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Xin chúc anh em có những ngày cuối tháng thật thành công, tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.